Hi, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើង Instagram បាទ Instagram នៅលើ computer អញ្ចឹងជាដំបូងយើងមាន Instagram ដូចហោះអូខេនេះអរគុណមកឃើញអាចចាំមើលឃើញមែនទេជាមានកម្មវិធី Instagram នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងInstagram នេះវាប្រើទលំទលាយយើងអាចផ្ញើ file ផ្ញើវីដេអូនៅក្នុង Instagram ឲ្យក្នុងក្របរបស់យើងបានដោយងាយស្រួលហើយវាចេះទៅគឺ Instagram វាប្រើស្រួលជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជា file នៅក្នុង computer អញ្ចឹងយើងផ្ញើទៅវាពិបាកត្រង់ថាយើងមាន Instagram នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានលើកុំព្យូទ័រយើងត្រូវតឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដើម្បីតឡើងលើកុំព្យូទ័រយើងទៅ website គេមកនេះនេះ website របស់វាគឺ desktop អូសំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយច្រឡំគឺ Telegram ខ្ញុំច្រឡំ Instagram គឺ Telegram អញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងមកចូលនៅ Google មកហើយយើងsearch ពាក្យថា Telegram for PC ខ្ញុំច្រឡំនឹង Instagram ក៏ល្បីដែរមិនដែរដូចជាអត់បានអាចផ្ញើ file ធំធំបានទេអញ្ចឹងនេះជា website official របស់ Telegram ខ្ញុំចាប់តែច្រឡំមកពាក្យពីរហ្នឹង Telegram Instagramហើយក្រុមហ៊ុនមួយគ្នាមិនដឹងអញ្ចឹងនេះចូលមកដល់នេះហើយយើងធ្វើការ download ចុចលើនេះមកខ្ញុំដោននេះហើយដោនមកវាមក file វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ download រួចហើយនេះ file គឺនេះជារូបភាពរបស់Telegram រនាត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងយើងធ្វើការដំឡើង Telegram របស់អ្នកគ្នាយើង double click មកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះនេះដូចសារខ្ញុំប្រើ screen 2ហើយខ្ញុំ record screen តែមួយអញ្ចឹងដល់ពេល double click វាចេញនៅលើ screen ទី1ហើយខ្ញុំ record នេះគឺខាង screen ទី2អញ្ចឹងយើង double click មកវាចេញបែបនេះយើងគ្រូទីរកភាសាអង់គ្លេសនេះហើយបាច់ដោទេចុច next ទៅវានឹង load ទៅ screen បន្ទាប់បែបនេះយើងចុច next ទៀតអូខេអញ្ចឹងប៉ះនេះចុច next ទៀតមក next ទៀត install អូខេអញ្ចឹងវាចប់ហើយវាចប់ហើយវានឹង load ឲ្យមកបែបនេះនេះជា Telegram របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម start បណ្ដោយstart មកអានេះលក្ខណៈយើងចង់បង្កើតថ្មីប៉ុន្តែយើងមានហើយយើងមាននៅលើទូរស័ព្ទហើយយើងមិនបាច់បង្កើតអីទៀតទេគឺយើងចូលក្នុង quick log in use QR code អូខេអញ្ចឹងវាចេញ QR code បែបនេះ open your telegram on your phone go to setting device scan QR scan this image to log inអញ្ចឹងយើងបើ Instagram លើទូរស័ព្ទរបស់យើងមកយើងចុចអារ៉ាញ់ត្រេ3នឹងមកតាប់មកយើងរកពាក្យថាយើងយកពាក្យយើងយកប្របាទទេចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ឃើញsetting វានៅក្នុង setting ឲ្យបានឃើញពាក្យ device នេះនៅក្នុងនឹងវាមាន notification and sound private security data and storage chat setting full folder device language ask a question telegram faq policy private policy អញ្ចឹងនៅក្នុង device ហ្នឹងគឺវាមានរូបកុំព្យូទ័រចុចចូលមកគឺវាមានលោកកុំព្យូទ័រហើយនឹងរូបទូរស័ព្ទនឹងជាប់មួយគ្នា
chân dương cho vô cái lại scan QR code nha. Nè đó nó cái cho không lại sang QR code vì năng tráp một tiết hả download Telegram on your computer and go to website nè tập mẫu bờ ok nhưng chạy tập tiếp cứ scan QR code ok nè chẳng bị tranh camera bằng này hay dân đã về chồng cái này như tờ này rồi nhé lươn đôi rồi tè chọc chẳng nhập bàn Instagram là lời tu sạp phóng là lời công ta phòng ai ra bàn tiền pì ok nè anh ấy ảnh đồ bán ok nè cái record chết xung lấy như ai record xung lấy thăng đi bàn này chẳng nhận sức khá snap prom sập phép bà rệt cá lúc bà cá chẳng hình là ô ấy ok nhầm màu cả này vinh pro nhầm tạo cả download à cảm thấy để group nhà ai mà nó không này chẳng cách bạp tham mạch nó cứ gì rôm trong xuống nó cứ đọc bê nhóm tàu nốt bàn hay đọc bê vì anh store tới vì ai à chắc chắc dừng đi ok cất nhau cảm thấy ai đi âm thầm rạp con lột chẳng nhầm vô cảm thấy đi chênh màu chẳng rôl pha đừng ói những ai tên lẹ tại lại cho nó nè rồi họ chặt tại lại cho chảy máu này một đo năng này bài ta chẳng vào nè chứ mà mình chứ mà cái nhầm phơi cả đòn lòm đòn tiết chẳng đăng có thể nào phải này được nó đòn lót ok xem đòn tiết ai dạ nó không download ok này 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 chẳng rớt file để download à vô này rớt file để nơi chẳng download chẳng bị Telegram cứ viên nó không download ní và tạp mà vì miền folder về mỗi chung là Telegram desktop ok chẳng nếch chìa file internet download mà chờ chẳng nhầm phơ video xong đây em biến đi mùi tiệt ok video nâng miên tập và năng tế cứ ở đây đừng khá niềm chồng ai đẹp ngọt điện đăng bị đẹp biệt tầm lang Telegram một con nông desktop bà dường ok ạ con chẳng 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 bye bye.